Xin chào các bạn. Rất là vui khi Diễm đã trở lại và tiếp tục chia sẻ cho các bạn về nghề in của mình trên cái kênh Tôi Yêu Nghề In. Cái chủ đề ngày hôm nay Diễm muốn chia sẻ với các bạn là về chủ đề mực in. Mà cụ thể hơn đó là mực in trong công nghệ in offset. Công nghệ in offset vẫn chung thủy với cái hệ in, đó là CMYK thì in 4 màu. C là cyan, cyan là màu xanh. M là magenta là màu đỏ sen. Y là yellow là màu vàng. K là black là màu đen. Từ 4 màu này mà chúng ta có thể pha màu trên bản thiết kế của mình, là tùy theo cái mật độ tram. Mật độ tram là điểm ảnh cũng như là điểm màu chiếm bao nhiêu phần trăm từ cái thang 0 cho đến 100% đứng cạnh nhau, thì chúng ta sẽ có được những cái màu sắc mà như là mình muốn. Giống như từ 4 cái màu này, làm sao để pha được cái màu xanh lá này, làm sao để pha được màu xanh tím này, làm sao để pha được màu đỏ cờ này, làm sao để pha được màu cam, làm sao để pha được những cái màu nâu, thậm chí nó chuyển rất là nhiều màu đậm nhạt khác nhau. Và làm sao để pha được cái màu xanh lá mà nó tươi như thế này, hoặc thậm chí là một cái màu từ chuyển từ đậm đậm sang nhạt như là cái túi này. Thì khi mà chúng ta đưa cái kính soi tram vào, thì với những cái chuyển như thế này hoặc là chuyển như thế này thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ có những cái điểm ảnh. Sorry các bạn, đây là hai cái sản phẩm nó không thuộc in offset, nhưng mà nó có một cái liên quan về cái chuyện là chuyển tram, thì mình sẽ giải thích cho các bạn là chuyển từ đậm sang nhạt là do cái phần trăm trên cái thang màu của mình là nó chiếm bao nhiêu phần trăm cho cái loại cho cái từng cái màu đơn này như thế nào, thì nó sẽ hòa trộn lại với nhau, nó sẽ cho ra một cái màu khác. Rồi bây giờ để làm sao từ 4 cái màu này mà ra được cái màu xanh này, có hai cách những cái người thợ in tùy theo cái bài in mà hai cái người thợ in chọn là pha mực trước, hay là cái bản thiết kế đó sẽ chồng màu trên file và xuất phim, và khi mà lên máy in thì cho 4 màu chạy chồng với nhau là máy chồng màu, chứ không phải là cái người thợ in can thiệp là phải pha trước cái màu đó. Trong những cái trường hợp đây là cái mực này, là cái màu này là màu green, thì theo Diễm, mắt Diễm nhìn thấy thì cái màu này nó sẽ được pha từ 100% yellow và 100% cyan, thì nó sẽ ra màu green này. Rồi mình sẽ pha thử cho các bạn xem nhé. Chờ chút xíu. Đây, bây giờ Diễm sẽ lấy một ít màu. Để nó có được cái màu giống như mình thấy thì mình phải để, mình pha nó trên một cái nền trắng, trắng đục ha, thì nó mới ra được chính xác cái màu đấy. Và tương tự cũng một ít cái màu vàng. Ở đây mình quá ít cho nên mình không có cân được, nhưng mà trên lý thuyết là mình hai cái màu này nó phải bằng nhau, hai cái màu này nó bằng nhau thì nó mới ra được cái màu xanh kia. Đây, nó đổi màu rồi đó. Mình nghĩ cái nguyên tắc pha màu này trong bất kể cái người thợ thiết kế nào, người thợ in nào, cũng như là họa sĩ nào, họ cũng nắm được cái nguyên lý này.
Rồi, nó đã chuyển xanh màu xanh rồi đó các bạn. Nhưng mà nó quá đậm nên trông nó đậm hơn cái bài của mình ha. Ok. Rồi bây giờ làm sao để biết được nó có giống như cái màu này chưa? Thì đây là khi mà in offset á, cái lớp phủ của cái mực in á qua một cái tờ in nó rất là mỏng, nó khoảng vài micron thôi. Còn cái mực in mà mình pha màu trên này á thì nó rất là dày. Cho mình sẽ làm một cái động tác. Và sau khi pha mực rồi thì người thợ in muốn biết là cái mực đó nó đúng với cái màu pha chưa, thì họ dùng hai cái tờ giấy cút xê, hai cái tờ giấy cút xê họ chấm một ít vào cái chỗ pha mực và họ chọc lại với nhau. Và khi họ nhìn thấy á, trên cái tờ giấy á, khi mà họ nhìn thấy trên cái tờ giấy cái mực in mà nó đã gần đúng với cái mẫu in rồi thì họ sẽ tiếp tục dùng dao để mà tán nhuyễn cái mực in và cho lên máy để chạy. Và khi cho lên máy chạy thì họ lại xem lại lần nữa với cái độ đậm nhạt như thế nào và điều chỉnh tiếp để cho ra cái mực in nó đúng với cái bài in mà khách yêu cầu. Và cảm ơn các bạn đã xem video, và cũng rất cảm ơn công ty BDC, công ty cổ phần sản xuất bao bì B&D đã cho tôi viếng thăm và hỗ trợ cho tôi những cái mẫu màu để cho tôi thực hiện cái video này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Nhớ like, share, comment và nhất là đăng ký cho mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn các bạn ở kỳ tới. Yêu các bạn.